bỏ mẹ con bướm chưa? Ôi ơi, thế là ông ấy à, bướm là ông ấy à? Rồi ạ, à, già cả rồi, suốt ngày con bướm sinh. Nhìn ông đi, ông không còn là con bướm sinh mà là con bướm kinh, con bướm kinh, con bướm vô tình là ông đấy. Tiếng chữ là xin lỗi đấy.